Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo về hiện trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn. Trong đó đáng chú ý về giá là từ tháng 1 đến tháng 3 giảm từ 90.000 đồng 1 kg xuống 73.000 đồng 1 kg lợn hơi tại cửa chuồng. Và từ mùng 1 tháng 4, các doanh nghiệp lớn giảm tiếp xuống 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, giá lợn thịt có xu hướng tăng lên mức 70 đến 80.000 đồng 1 kg và hiện dao động trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Dù có chỉ đạo giảm giá thì lợn hơi vẫn tăng, chủ yếu do cung cầu mất cân đối. Lợn thịt xuất chuồng đến tay người tiêu dùng phải qua 2 cho đến 5 khâu trung gian, giá tăng khoảng 43%. 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn chỉ chiếm thị phần 35% lợn thịt, chưa đủ sức để kéo giá bình quân xuống 70.000 đồng 1 kg lợn hơi. Thậm chí một số doanh nghiệp lớn này được cho là không xuất hoặc là hạn chế xuất lợn thịt.